Vâng, xin chào các anh chị. Em bên ô tô Tòng Trung Gia Lai thì khách hàng đổi xe Nissan Livina lấy Innova thì bên em không có thu, và em bán dùm cho khách hàng xe này thì nó cũ, đời nó 2011, mà chắc ngày xưa có chạy dịch vụ hay sao. Cái xe này thì nó sơn tút nhiều, sơn đổi màu với lại lỗi lâm dâm, mà được cái xe nổi thắt máy móc em thấy chạy ngon mà giá hơn 100. Anh chị nào mua đi sử dụng 7 chỗ đi tạm thời thì cái xe này cũng được, nói chung là giá rẻ phù hợp. Xe này em bán 185 triệu nha anh chị. Em không biết xe thị trường đó họ bán cái xe này bao nhiêu tiền, nhưng mà em đổ vô giá nào thì em bán cho đó thôi, bán giùm thôi, tại vì họ còn nợ tiền bên em 180 mấy triệu đó, thì em bán giùm họ thôi, thu hồi cái tiền để họ trả tiền thanh toán lấy cái việc thôi. Thì nó nói chung là chẳng có gì mà để mà khen hết, giá nó rẻ mà. Thì anh chị cứ mua thì cứ tới coi trực tiếp và xem thử chất lượng nó như thế nào, có phù hợp không. Chứ còn em thì thấy xe nó không vừa mắt, tại vì em bán xe mới không mà, xe nước không mà. Cái xe này thì em cũng không có tính đổi, không có tính bán giùm đâu, mà thấy anh chị cho tôi cứ quay và nói rõ thì em cũng mong muốn bác nào mua cái xe cơ tâm tiền thì xem được thì lấy không, chứ còn em không có bảo hành hay không có bao cái xe này nha, thì em chỉ quay em bán hộ thôi, có mua được thì mua, gặp chủ xe luôn, tự thương lượng. 185 triệu Nissan Livina 7 chỗ đời 2011 của sàn, luôn chỉnh điện rồi này. Ủa, cái nắp nó sao gãy đó, có kính bấm kính đồ, có màn hình này, không biết còn sao được không. Sơn xì ngoài thì anh chủ mới làm rồi, làm tổng thể rồi, nhưng mà ra anh thấy cái Innova của em đẹp quá, anh đổi luôn Innova số tự động, anh để trên tiêu bản, dán tem cũng lè lè, cũng hay, nói chung có mẫu mẻ cũng hay. Để em coi cái khoang sau như thế nào, em chạy thử rồi thấy chạy nó cũng nhẹ, cũng lướt, nói chung lướt, nhưng mà cầm thì chắc phải về làm lại thêm, nó cũng hơi kêu lục cộp, hay là cái dòng đời cũ nó là như vậy. Bên em là xe cũ là có đổi bù trừ hợp lý cho anh chị, nhưng mà với điều kiện xe anh chị phải đẹp bên em mới đổi vô, còn không đẹp mà xấu thì bên em cứ tạm tính cái giá đó và quay bán giùm. Anh chị bán được bao nhiêu thì bán, còn không có thì em nhờ mấy cái bạn chuyên mua bán để mua những cái dòng xe đó lại, trong vòng tháng mà không bán được thì em nhờ mấy bạn mua bán định giá, thì anh chị phải chịu cái giá đó, thì em chỉ giúp được tầm tháng đó. Nếu mà không đạt đủ điều kiện bên em mà vẫn muốn đổi xe bên em thì em có thể cấn cái xe tạm tính và quay bán giùm và nói rõ là xe đó là xe bán hộ, không phải của công ty, thì cũng không có trách nhiệm bảo hành hay là tất cả mọi thứ nha anh chị. Cái này mua thì anh chị tự túc xem và coi, với những cái xe nào bên em không thu thì bên em không đảm bảo, thì đó anh chị để nhiều lúc
khách hàng thôi, vì quyền lợi khách hàng thì em cũng sẽ đổi và giúp cho khách hàng những cái có những cái con xe tốt nhất và thuận tiện nhất khi mà tới giao dịch đổi bù trừ. Đó, chạy thì em thấy chạy cũng nhẹ nhàng ngon lành. Về anh chị chắc thay body, mua đồ rồi thay nhớt, thay đồ là chạy thôi. Em thấy người ta nghe chủ xe nói chạy vẫn còn ngon. Đó, xe thì em để bên hông này, không có chân trong cửa hàng nha anh chị. Xe này thì em không có chân trong cửa hàng. Đó, để xe trong cửa hàng em đây. Thì em là hệ thống ô tô xe máy toàn chung 276 Nguyễn Tất Thành, phố Pleiku. Cung anh chị nào quan tâm tới cái xe đó thì cũng có thể tới bên em để tham khảo, chạy thử và trải nghiệm và mua giao dịch anh chị. Rồi, em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại anh chị tại showroom ô tô toàn chung 276 Nguyễn Tất Thành. Bên em rất là nhiều dòng xe lướt nha, xe lướt, xe đẹp. Quay sơ sẵn nhân tiện đây, quay sơ lược cho anh chị. Và bên em có đổi bù trừ xe nha anh chị. Hoặc anh chị có xe nào bán thì cũng liên hệ bên em sẽ cho người tới tận nơi và xem. Xe phải đẹp nha, không đâm đụng, không lỗi và không thay cửa, capo, tất cả mọi thứ nha. Còn bị cái tình trạng đó thôi chắc cũng thông cảm, bán nơi khác chứ bên em không có thu được. Mất công điện tới bên em coi cũng ra, bên em cũng mười mấy năm kinh nghiệm rồi, nhiều lúc hãng coi không ra nhưng bên em coi là ra. Anh chị đang lưu ý để tránh mất thời gian của hai bên thì mấy xe đó thì nhường cho các bạn khác giùm em. Rồi, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại anh chị tại cửa hàng. Anh chị nào chưa đăng ký thì nhấn cho em một nút đăng ký, một like, một chia sẻ kênh để kênh của em phát triển hơn.